Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series trồng cây của mình và làm nông dân nào. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi nốt cái 5.000 tiền để lấy 5.000 tiền và chúng ta sẽ có một cái mới đó là Star Fruit. Fruit thì chúng ta sẽ được 80 Star Fruit và cái này cho mình dùng thử. Ok, mình sẽ hôm nay mình sẽ thử review xem Star Fruit nó khỏe như nào nhá. Đây là 5.000 tiền, chúng ta cứ đổi chơi kiểu chơi kim cương ấy. Đấy. Úi giời ơi, zombie băng. Ta vẫn chơi kim cương được, anh em cứ bình tĩnh thôi. Quả đấm này này, quả đấm này ở Blend Zombie 1 anh em ạ. Và chúng ta cứ bình tĩnh. Cái này thì mình không chơi giỏi kim cương lắm nên mình cứ chơi bừa thôi. Không chơi giỏi kim cương lắm thật sự. Thật sự để mà nói là mình chơi kém kim cương bách cả cứt. Đấy. Ăn mẹ con này rồi. Tại sao? Tại sao mày ăn tao? Gì đây? Củ cải à? Củ cải đây. Củ cải này gặm gặm quật rồi anh em. Rồi ơi, đấm to nào. Đấm to là còn dễ nhìn chứ đấm bé dễ nhìn không dễ nhìn lắm. Rồi ơi, úi rồi ơi, đúng rồi, úi rồi ơi. Sao thằng này lại đóng băng này, úi rồi ơi. Xử lý đẹp. Mày nhợt, mày nhợt, mày nhợt. Chúng mày cứ đùa cụ. Tao hết cả hồn. Rồi ôi, rồi ôi. Cha rồi, mà càng ngày càng khó thế này. Càng ngày càng khó thật, mình rối quá, mình nhớ gì cả. Ôi shit man. Xuống xuống rồi, anh em đập cái gì đây? Hết cả hồn à, úi dồi, thằng thật truy kìa. Thằng truy kìa anh em. Gãy 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 xương rồi, 225 match. Gãy xương tôi rồi, gãy xương tôi rồi, gãy xương tôi rồi. Sếp ơi. Thế rồi, đúng rồi. Bắn bách cứt. Chà, chết bầm rồi, nó ăn mất cái con kia rồi. Nó sao rồi, sao chơi con này đây. Chẳng hóa nó hất con này đi, thơm. Tốt lắm em. Ngon, cú ngã rồi. Giờ mình phải bình tĩnh để tìm xem cái gì. Đây rồi. Hay quá, nó đổi cho mình. Thơm. Cú phải phản công đây. Mặc dù nói phản công nhưng mà vẫn chưa biết tìm được cái gì đây. Úi dồi ôi, bí rồi, bí rồi. Hạt bí. Nó lại đổi cho mình rồi. Quả này khó rồi. Khó thật đấy. Khó phải đáy không phải khó đấy. Không làm trò đông trò trống gì đây. Đây là con rồng nào, con rồng đâu, đúng rồi con rồng. Cái lửa. Đúng rồi. Rồng ngoan lắm con. Quật nó đi, đuổi nó, đuổi đi. Sẽ biến mấy cái cây này thành quả quả này. Đúng rồi. Sao trên trời. Ngàn vì sao trên trời quất. Bị shotter này, nếu hiểu tại sao em cửa này vẫn còn bị shotter. Hai này không đuổi được, này buồn. Thật mặt trời đi. Rồi. Rồi. Vô anh em ơi. Rồng này. Rồng này. Cái shotter này. Cây này. Chà rồi, chà rồi. Úi dồi ôi, gãy đầu rồi. Mà sao rồi? Rồi cái gì nữa, chết rồi. Holy shit man. Chắc ăn cứt. Hết sạch rồi anh em ạ. Đã chúng mình phải dùng một cái 500 để mình đào đất đi. Làm sao mà ấy được. Không ấy làm sao mà chơi được đấy. Đúng rồi, khe lửa đi. Khe lửa đéo chết ai thế này. Cứu tôi, cứu tôi. Rồi. Càng ngày nó càng ấy lên. Mất 100 đồng để chơi.
sự mình nói mình chơi cái này rất là gà. Mấy cái mặt trước là Sando mới thắng thôi. Rồi. Trời ơi, trời ơi, cháu ơi. Nói vô kìa. Shit. Bao nhiêu mới tiền mới đủ mặt trời để mua con 3.000 kia. Mày này, mày này, mày này. Mày này. Lúc nào cũng lo sợ muốn chặt bị bọn nó chặt cây anh em ạ. Đúng rồi, cái lửa đấy. Hóa sắp đủ 3.000 mặt trời rồi, sẽ có quả pháo tích tụ anh em ạ. Pháo tích tụ thì nó khỏe hơn nhưng mà mẹ nó lâu lắm. À, bí rồi, bí rồi. Bí đậu rồi, đậu bí rồi, hạt bí ở đây. Ôi ôi, bí đấy, hạt bí rồi. Con mày mày nó bị di dạng vẫn đổi được, thơm. Rồi, đổi rồi. Ta cố gắng lên nào. Chúng ta không thuộc về nhau. Ta đùa được giọng rồi, ôi các bạn ơi. Các bạn ơi, mình cần mặt trời nữa các bạn ơi. Mày đây rồi, con này đây rồi. Trời ơi. À hay quá, một nước nữa thằng ơi. Tao cần một nước nữa. Đấy, đây rồi. Mẹ. Chúng ta tổn hại mất 200 đồng cho cái mẹ màn chơi này. Ok, bây giờ mình sẽ chơi Star Fruit nha anh em nhé. Star Fruit không biết là cái cây hoa gì. Hoa gì đây? Úi giời ơi. À quá ra con này. Trời ơi. À đây, Star Fruit là con này anh em ạ. Con hoa này này. Nó sẽ bắn ngôi sao từ phía để chúng có thể đấy, bắn ngôi sao từ phía đây anh em ạ. Đấy, bắn nổ sao từ phía đấy, chết mẹ đi. Con này mình vừa không ngon, mình vừa lốc được cái skin bắn cái skin gọi là đấy, anh em. Nói chung là con này là skin để cái gì kiểu thổ dân trên đầu ấy. Còn cái Star Fruit này là ngôi sao bắn từ phía. Hay phết đấy. Đừng đùa, đừng nhờn với cậu. Láo. Mày này con. Mày này con. Đúng rồi. Mày chết. Mày chết tập 2. Mấy con Star Fruit này khỏe lắm anh em ạ. Bắn từ phía sướng lắm. Thủng hết đầu rồi. Cháu thủng hết đầu rồi. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Mày nhớ được mua. Nhớ được mua. Như được mùa vậy. Đấy mẹ bắn sao cái cả đái luôn. Mà không có không ổn rồi. Thì đéo ổn rồi anh em ạ. Đấy. Chú hú. Chú hú. Rồi. Hai con ngôi sao xoáy liên tục chết mẹ khổng lồ luôn. Bách. Đó là bá đạo đấy anh em. Sao phải gọi là bá đạo. Cối đầu. Cối đầu. Các bạn đã chết hết rồi. Nó tiếc. Số cái quả này đang chuẩn bị bắn này. Ủa, chúng ta 8 cái nữa. Ok, hôm nay mình sẽ chơi đến 4 nhá. Chúng ta đã phá phá được Star Fruit. Và mỗi ngày chúng ta chơi khoảng như thế để chúng ta tiết kiệm thời gian. Cái đấy định mệnh hàng này này. Định mệnh. Ui, quả mắt laser. Úi giời mắt laser. Tiền đó. Tiền đó. Quả đấm này. Sao lại có quả đấm đây nhỉ? Đồ láo với cậu. Úi giời, quả đấm chết rồi. Trời đỏ, trời đỏ. Ui, quay cả đái anh em ơi, đi giết đây đấy. Ui, rào thép gai. Ui, nó cắn kìa, ui, nó cắn. Ui, nó cắn mấy phát chết mẹ luôn. Rào thép gai anh em ạ. Nó cắn mấy phát bụng mẹ xô này. Thề với anh em, nó cắn mấy phát bụng mẹ xô. Thề với anh em. Thề danh dự luôn, bụng xô này. Thề được rồi, thề được rồi. Tôi sai lầm. Dính nào các bạn. Quản lý dính nào. Mày này. Mày vô láo với cậu. Cậu khỏe lắm.
Rồi không khỏe rồi, không khỏe rồi. Not ok rồi, not ok rồi, not ok rồi. Con này mới là khỏe này. À mẹ. Con này mới là khỏe này. Mày đập bố mày cái, mày một đống sao cho mày đập này. Một nữa này. Con này xong bắn nhỉ. Chiu chiu. Cắn đi. Chiu 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 chiu. Đập mãi không vỡ. Mày đập bài đây. Đập 4 phát rồi vỡ con này. Mày nhổ đi sau ơi, nhổ đi, nhổ đi, nhổ đi, nhổ đi. Đúng rồi. Mày đập đi. Mày đập tao á? Mày đập bố mày cái, hộ cái. Mày 10 tỷ. Mấy con đậu khỏe thật anh em ạ. Đậu mơ chín. Ngon rồi, tiếp tục nào. Úi dồi ôi, có dấu ích là mình thích rồi. Dấu ích chỉ cần boost một phát là mình boost một đống luôn. Gì đây má, sao lại spy with thế này. Đây rồi, con star đây rồi. Con star là mình thích rồi. Ui, quả đá băng. Cầu quả đá mày kiểu tái hiện lại hình ảnh quả đá anh em ạ. Không phải quả đá băng đâu. Ôi, anh này chưa. Anh ấy đi vào show nè. Anh xô. Ui dồi, nhiều anh thế. Nhiều thế này. Mày. Mày bị điên à? Đấy, bùng lên. Đúng rồi. Ờ hờ này, mình sợ anh mất rồi. Đâu. Bình tĩnh không, bình tĩnh không, bình tĩnh. Em, tìm gì đấy, tìm gì đấy. Ôi, quả này là quả nổ, chết rồi, mình để đấy. Hồi động, bắn cất rồi. Kỳ quá. Tỏ đéo chịu. Đây rồi. Ôi, ăn cất rồi anh em ạ. Chính thức ăn cớ. Hello from the other side. Mày bình đoàn dập bi này. Ui, nổi đéo chết. Cái này là dập tê liệt hoạt động anh em ạ. Đúng rồi. Thế em này lập kỷ lục đây anh em, đi đây, đi đây. Này đây. Này đây, đây này. Đây là kỷ lục của bạn hôm nay đây này. Bắn nào anh em. Đúng rồi. Tiếp tục đây. Tiếp tục đây anh em. Bắn ra đây này. Bố lão này, con này chưa chết à? Chưa chết này. Bật mẹ cái xe trên này, cũng nặng thật. Ôi, bình tĩnh, bình tĩnh. Rồi. Tiếp này. Con này kiểu có bom điện tử ấy anh em ạ. Bom điện tử không cho hoạt động. Ngon chim. Ok, mình hôm nay mình sẽ unlock nốt Coconut Cannon. Nó là quả súng dừa. Đại bác dừa. Ok. Reach the target score, ok. Mình sẽ có một loạt dừa đây này. Đấy. Mình đã đạt được 30.000 score. Mày nhìn tao này. Nhân 4. Quad again. Chúng mày cứ lên đây này, chúng mày cứ lên đây này. Chúng mày cứ lên đây này, lượn lờ đây, lượn lờ đây. Quả này sẽ quyết định chúng mày. Quả này sẽ quyết định chúng mày. À, vẫn lượn lờ. Đây thì lượn lờ. Chết bầm rồi. Lựa lờ. Ô, có một con đấy, nó trêu mình à? Hello. Is the meat you looking for? Ôi dồi ôi. Quá hay quá. Hay quá. Các cháu lại đây các bạn. Các cháu, các em. Các gì, các chú, các cô, các bác. Qua đây. Trêu tao. Trêu tao này. Trêu tao. Ôi dồi, bắn được một con làm gì? Phải bắn 10 này. Phải bắn em ơi. Phải đông qua em ơi. Tỉnh dậy đi em ơi. Tỉnh dậy. Tiếp nào. Đúng rồi, 6 combo crazy. 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 Ủa, 10 combo vãi cứt. Final way này đây, ra đi. Tỉnh dậy vươn vai. Tỉnh dậy. Quất. Rồi, sao thắng rồi? Thắng
mẹ luôn. Ui, còn hai con bay đi. 43.500 à, nó vẫn vật vật vờ ở đây anh em ạ. Nào lên đây. Vật vờ, vật vờ, vật vờ, vật vờ. Ui, nhiều tiền thế. Vật vờ. Đấy, cô ui, vãi cả đái, cô có đang cần đến 400 cơ. Đéo nhiều nhỉ. Mình sẽ vào vườn kiểm tra xem có cái củ gì không. Em cũng có đang cần được 400 rồi. Được boost cái này rồi. Mình được một cục đá nữa. Để thì nhổ mẹ cây đi chứ để làm gì. Cái này có dùng đâu. Đấy, bom chuột chuỗi còn được. Một thế giới toàn bom chuột chuỗi. Ok, chúng ta complete rồi. Chúng ta thể nào cũng ăn được. Mình cũng đang cần được này. Đấy. Ngay mà. Ok, chúng ta chơi nốt màn 4 là chúng ta kết thúc clip đây nhá. Ok nào, cố lên. Ôi dồi ôi. Ôi, con bơi này anh em, con đồ bơi này. Cái gì đây? Con chuối này. Chọc à? Ôi. Kéo kiểu chuối này làm gì? Sao lại để chuối đấy nhỉ? Anh em biết chuối có tác dụng gì không? Hãy comment ngay phía dưới nhá. Mình đéo hiểu chuối này làm con mẹ gì. Chơi kiểu thua mẹ rồi. Con gì đấy? À, tiên sư nó bắn. Pháo đài chuối, pháo đài chuối. Đúng rồi, tiên sư. Mình phải click vào. Octobot này nói này anh em. Nó ném mực này. Cái sushi có mẹ rồi. Tại sushi. À, sushi là con mực nó bị biến thành sushi. Cái tưởng là pháo chuối, quất. Pháo chuối rơi xô. Con mẹ này anh em. Con này biến thành sushi đấy. Rơi xô. Mày ngu người, pháo chuối anh em ở bách cả đấy. Pháo chuối. Nó ra mộ đấy. Phải đéo ra con gì nữa mày. Mặt bách cả đặt. Mặt bách cả cứt. Sao nó đéo ra mộ vậy? Mặt bốn phát. Nó không ra gì nữa nè. Bây giờ hơi à? Nó ra cái gì nữa? God damn it. Mình reset rồi, mất hai quả pháo chuối phát đầu. Mình đéo biết pháo chuối, cái là pháo chuối. Mình tưởng quả chuối nó quật thằng kia. Mẹ. The fuck? Nhắc lại quả chuối của mình đi. Để lại cái này. Chết miệng rồi. Mẹ. Cái này nhiều quá giờ sao? Bây giờ nó không ra cái gì nữa. Ok, bây giờ mình sẽ sử dụng mình mất mẹ hai quả pháo chuối phát đầu, bây giờ mình chơi lại. Thấy sao không ấy lắm.
thiểu số quá. Thực sự thiểu số nhất. Quả cuối của mình rồi. Trời ơi. Ông số đi. Nào, bắt đầu lại nào. Mấy cái mộ vậy? Nếu nổ xô anh em ạ. Đéo chết con này chứ. Được rồi, đống xô ra này. Trời ơi, chúa chỉ rơi được xô thôi, sen tôm kìa. Mẹ hai con. Nó có đéo được gì nữa chứ. Không hiểu được cái bọn này. Thử thách à? Chỉ có hack mới chơi được chứ. Nhưng mà chiêu tao quả pháo chuối bị bắt rồi. Gì cơ? Chết rồi. Chết rồi. Này xác định ăn cứt rồi. Bây giờ nó mới cho quả pháo cuối tiếp theo. Điên à? Đỡ thấy đeo rồi được. Trời ơi. Không phải đây. Ăn được. Ủa dồi ôi. Nó bắt hết mẹ cây của mình để đánh đéo gì. Chó này. Really? Really, nigga? Bắt thì đánh cái đéo gì? Thôi, chấp nhận! Mẹ mày thua! Con đầu sứa này, cút ra. Mất mẹ 950. Mình chỉ cần phòng thủ hàng trên thôi. Mày lâu thế! Cút ra mày ấp lâu thế! À đéo có ai bắn. Đéo có ai bắn thì xác định lấp ấp lâu thật. Ôi xác định rồi. Chúng nó vào kìa anh em. Rip này. Shit. Thôi GG GG. Cái bàn khó phải đai thế mình nghe. Ok. Bây giờ nó mới ra này. Không xác định rồi. Không thể vào đến nơi rồi. Ok thì để ủng hộ mình làm tiếp cái clip tiếp theo thì anh em đừng quên nhấn like, comment ngay phía dưới và nhấn subscribe để ủng hộ cho tôi nhé. Xin chào và gặp lại anh em trong những video lần sau.